Trường sĩ quan chính trị của quân đội là một trung tâm đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội và giáo viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự. Nhận trách nhiệm quan trọng này, trường đã tập trung vào việc tăng cường giáo dục quán triệt và nâng cao nhận thức và trách nhiệm về vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tư tưởng Đảng cũng như đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái và thù địch. Trường sĩ quan chính trị đã đặt ra mục tiêu quan trọng là xây đi đôi với chống, tức là đồng thời phát triển những điểm mạnh và đấu tranh chống lại những vấn đề tiêu cực. Điều này điều hành với cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, kết hợp với kiên quyết và kiên trì trong cuộc chiến đấu chống lại những biểu hiện tự diễn biến và tự chuyển hóa trong nội bộ theo tinh thần của nghị quyết số 847 NQ-QUTW ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Trong quá trình thực hiện, nhiều mô hình và cách làm sáng tạo đã được phát triển và lan tỏa, đem lại hiệu quả thiết thực. Điều này đã góp phần tích cực trong việc lan tỏa thông tin tích cực và hạn chế ảnh hưởng của thông tin tiêu cực trong hệ thống quân đội. Việc quan tâm và đổi mới trong công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền và giáo dục pháp luật là một ưu tiên hàng đầu. Điều này kết hợp chặt chẽ với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và triển khai hiệu quả các đề án như đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, đổi mới công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam đến năm 2025 và những năm tiếp theo, và phát huy vai trò của lực lượng Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở cơ sở giai đoạn năm 2021 đến năm 2027. Các hình thức thực hiện bao gồm diễn đàn pháp luật, bộ ba cùng tiến, xử trí tình huống tư tưởng, pháp luật, kỷ luật, và việc mỗi giảng viên đồng thời là một báo cáo viên pháp luật. Đảng ủy và ban giám hiệu của trường cũng chú trọng vào việc xây dựng và phát huy vai trò của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sĩ trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, sự bồi dưỡng năng lực thực hành và khả năng vận dụng kiến thức vào cuộc đấu tranh rất quan trọng. Môi trường thực tiễn sinh động được tạo ra để học viên có thể rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, sự nhạy bén và tinh nhuệ về chính trị và kỹ năng tổ chức. Điều này giúp họ thực hành đấu tranh và phản bác các quan điểm sai trái và thù địch, cũng như đối mặt với các thách thức chính trị trong tình hình mới. Các cơ quan chức năng của nhà trường đã chủ động triển khai làm tốt công tác nghiên cứu, khảo sát, xây dựng các kênh truyền thông đa dạng, đồng bộ với đầy đủ các loại hình, chuyên mục, cả truyền thông gián tiếp, truyền thông trực tiếp, truyền thông đại chúng và truyền thông xã hội, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các kênh này bao gồm website Đại học Chính trị, tạp chí Khoa học Chính trị Quân sự, bản tin thi đua, truyền thanh nội bộ, hệ thống pano, áp phích bảng tin, bảng ảnh, tổ công tác tuyên truyền, báo cáo viên, hệ thống các tài khoản trên Internet, mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn người cả trong và ngoài quân đội tham gia. Đây là nguồn cung cấp thông tin quan trọng và góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, đồng thời là phương tiện quảng bá hình ảnh đơn vị, nhà trường và quân đội, kênh trao đổi, tương tác với các cơ quan, đơn vị bạn, công cụ sắc bén trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhằm đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu và tính định hướng trong công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhà trường liên tục đổi mới nội dung và hình thức giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tập trung nghiên cứu và giải quyết những vấn đề thực tiễn liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và áp dụng chúng vào chương trình đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội. Điều này đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu và tính định hướng trong hướng dẫn hành động cho người học. Nhà trường tích cực đổi mới cơ chế quản lý các hoạt động nghiên cứu lý luận và xây dựng môi trường thúc đẩy sự đa dạng trong lĩnh vực tư tưởng và lý luận. Đồng thời, nhà trường tăng cường vai trò của đội ngũ cán bộ khoa học và giảng viên trong việc nghiên cứu và đề xuất các đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước. Họ cũng khuyến khích hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa các trường, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài quân đội. Các hoạt động giao lưu, tọa đàm và trao đổi kinh nghiệm xây dựng chương trình giảng dạy lý luận chính trị cũng được đẩy mạnh để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, nhà trường tập trung vào nghiên cứu và xây dựng hệ thống luận cứ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nhiều lĩnh vực và cấp độ khác nhau. Các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách, phát hành các ấn phẩm, tư liệu và hội nghị thông tin chuyên đề cũng được tổ chức thường xuyên về lý luận chính trị, nhất là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những nội dung này được cập nhật với thông tin mới nhất và áp dụng vào công tác giảng dạy. Tất cả các hoạt động này nhằm đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu và tính định hướng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Điều này đồng thời giúp cán bộ, giảng viên và học viên nắm vững hơn về lý luận chính trị và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của họ. Nhà trường tích cực đổi mới cơ chế quản lý các hoạt động nghiên cứu lý luận và xây dựng môi trường thúc đẩy sự đa dạng trong lĩnh vực tư tưởng và lý luận. Đồng thời, nhà trường tăng cường vai trò của đội ngũ cán bộ khoa học và giảng viên trong việc nghiên cứu và đề xuất các đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước. Họ cũng khuyến khích hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa các trường, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài quân đội. Các hoạt động giao lưu, tọa đàm
và trao đổi kinh nghiệm xây dựng chương trình giảng dạy lý luận chính trị cũng được đẩy mạnh để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, nhà trường tập trung vào nghiên cứu và xây dựng hệ thống luận cứ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nhiều lĩnh vực và cấp độ khác nhau. Các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách, phát hành các ấn phẩm, tư liệu và hội nghị thông tin chuyên đề cũng được tổ chức thường xuyên về lý luận chính trị, nhất là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những nội dung này được cập nhật với thông tin mới nhất và áp dụng vào công tác giảng dạy. Tất cả các hoạt động này nhằm đảm bảo tính đảng, tính khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu và tính định hướng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Điều này đồng thời giúp cán bộ, giảng viên và học viên nắm vững hơn về lý luận chính trị và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của họ.